bò. Vô quảng cáo giùm em trai nhà hàng luôn. Khách nước ngoài đó là nó ăn đó, gọi là pasta bán thịt bò. Chúc em review đồ ăn bạn dễ thương không, cà phê muối 15.000 mấy đứa nó bán cái bên luôn. Cái món là cơm gân bò ra rồi cả nhà. Review cả nhà gân là đó, nóng hổi luôn, súp súp này giống như là clam chowder ấy, cái nhà ngon lắm, béo ngậy à. Review sơ sơ dĩa thịt bò Tết Tết Úc. Wow, đánh một cái to chứ. Này là súp kem nấm, súp kem nấm đó. Tết rồi, mà được chiên sao ta. Cả nhà coi cái menu và cái giá cả này. Mì Ý món đó là món này nè cả nhà, sốt tiêu đen bò steak Úc sốt tiêu đen, đó là món này nè. Say hi. Này lễ 2 tháng 9 ăn mừng, lễ ăn chín ăn mừng đồng ý nha cả nhà. Ở đây nổi tiếng nhất là pasta, tụi nó ăn quá trời. Mì Ý rồi đó, xà lách khoai tây chiên, đó xà lách phô mai, cơm chiên, em kêu cơm gân bò, cơm cơm gân bò đặc biệt nước. Cả nhà về Việt Nam nhớ ghé cái chi nhánh đang ngồi ở đây luôn đi mua, nói chứ em đi ngang chị hoài à. Bữa nay mua, bữa nay mua cũng có người mua giới thiệu đó, chứ em đánh vòng vãng kiếm thôi chạy ra đây tìm chị thiệt. Đó. Quá ngon luôn. Review sơ sơ cái món gà hồi nãy nha cả nhà. Đó. Em quay sơ cơ mình cũng không muốn quay cái menu nó dài lắm, nhưng mà tới khúc này thấy nó không quay cũng muộn lắm. Đó, cả nhà. Cơm. Đó, cơm tay cầm, cơm tay hải sản, cơm tay cơm xèo. Đó, vậy dọn lẩu ra. À. Bắt buộc cái gì? Cơm chiên bò lúc lắc. Sướng mắt hai cả nhà ha. Đó, thích ăn cái gì cũng được. Hủ tiếu xào. À. 79.000 đồng giá. Lẩu lẩu ra, lẩu ra. Lên lẩu giùm anh luôn. Lẩu này là lẩu Thái rồi có thịt bò rồi luôn. Một người. Vậy còn gà hấp dẫn. Để mở cho cả nhà coi nha. Ủa? Lẩu. À. À em quên mất. Mấy con tôm? Hai con tôm, hai con nghêu, hai lát thịt bò, bún và một phần một người đó cả nhà, đã chưa, một phần một người đó đó, à đúng rồi em. Nó bỏ vô hết hả? Bỏ rau vô luôn không? Cái gì vậy? Hủ tiếu xào hải sản. Ăn hủ tiếu trước đi. Đó, đẹp chưa?
có mực mà thấy nhiều có mực tôm mà. Ăn đi em múc đi, em quay. Để cầm nó nướng để xíu xíu lên nhìn. Đó, đúng rồi. Đó, cả nhà đó, đây là có hủ tiếu nè, đúng rồi đó, ngon chưa? Thành phần cầm thành phẩm đó, đó tôm mực. Đó, tôm có gì nữa? Đó. Đó. Rồi nhiêu đó được. Đó đã, lẩu ngon. Người thì đẹp. Đây là tăng cường độ ngon lên. Đó, thấy cả nhà thấy chưa, con tôm chưa? Tụi em ăn cái lẩu này là vừa hai đứa 89.000. Tại vì ăn thêm một hai món nữa mới quất dễ hơn đó. Rồi cho anh miếng nước lèo cho cả nhà coi cái quá trình đó. Được. Cảm ơn em. Đưa cả nhà thử món. Đó. Ngon quá, quá là ngon luôn. Mình cũng thiếu. Này biết là thử ngon đó. Thử xong. Đây là 3 cái chín cái này, để một lẻ. Cả bác ơi. Ngon lắm. Các bạn đồng hành đang lau đũa làm muỗng. Rồi cả nhà coi thử với miếng chả giò, miếng thịt nướng à. Ồ, bả cháy luôn. Chả giò giòn nè. Giòn rụm luôn á. Tép mỡ hành, cà pháo. Bên ăn bánh canh cua nha cả nhà. Thớ sảy luôn, bánh canh cua Úc Lệ. À, menu à. Ớt luôn, nhiều hơn, cho nhiều hơn. Cho em phần bánh quẩy luôn. Lấy giùm anh muỗng đục. Thành phẩm nè, huyết nè, thịt bằm, thịt nạc nè, đó, tôm. Thank you.